Các bạn ơi, mình vừa mới chuẩn bị xong cái món thịt chân giò hấp với sả riềng như này. Bây giờ mình đang hấp đấy. 40 phút sau là nó sẽ chín rồi. Bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Món này mình đảm bảo rất là thơm và ngon ạ. Nay mình sẽ làm cái video về món thịt chân giò hấp sả nhé. Để làm món này các bạn chuẩn bị cho mình nửa cái chân giò này lọc xương rồi. Bây giờ các bạn khía cái miếng thịt chân giò đi. Chân giò thì chỉ cần rửa sạch với muối này và một ít gừng, hoặc không cần cũng được, chỉ cần muối thôi. Khía miếng thịt chân giò này cho nó dễ ngấm gia vị nhé. Rửa sạch để ráo hết. Các bạn khía sâu một chút để cho nó dễ ngấm gia vị và nhanh chín, vì mình hấp mà. Rồi. Bây giờ các bạn rắc cho mình một ít hành lên, một ít muối và ít tiêu lên đây. Rắc là gia vị trước, ướp gia vị trước, sau đó mình mới ướp với riềng, sả, tỏi. Các bạn ăn là gừng ớt thì ướp thêm một chút ớt nữa. Để lên. Một chút xíu muối. Một cay. Tiêu cho nó dậy mùi thơm nhé. Cho hết vào cái kẽ thịt này, cho nó ngấm vào bên trong. Rồi, phần cái mặt bì này không cần ướp được ấy. Bây giờ các bạn cho luôn vào cái ô này mình đã có mấy riềng rồi. Một tí nữa mình cho sả và hành và tỏi vào. Tỏi rau nhỏ. Sả các bạn băm nhỏ nhé. Hai củ sả. Nó tạo mùi thơm nên cứ băm nhỏ. Tước cái phần sả này ra. Rồi. Xong cái phần sả này các bạn rắc lên trên. Và bây giờ mình trộn nó cho nó ngấm nhé. Sau đó mình đi mình hấp. Trộn cho nó thơm. Gia vị trộn trước và bây giờ mình trộn sả, riềng, tỏi. Phết đều lên. Các bạn cứ để như này trong vòng 20 phút nhé. Sau đó mình bắt một cái nồi lên mình hấp. Khi mà xong cái này rồi, mình sẽ mang đi mình hấp nhé. Cho lên cái vỉ hấp nha, cho nước ở dưới bật lên cho nước vào sôi nhé, và các bạn đập miếng thịt vào cho mình. Cái phần sả, phần riềng, phần gừng, sả, riềng, phần tỏi nó bị long ra thì các bạn đặt vào dưới đáy nhé. Các bạn đặt miếng thịt lên. Miếng thịt này nó rất là dày,
Như mình đã khía như này rồi thì mình vẫn phải hấp, nhưng mà mình vẫn phải hấp từ 40 đến 50 phút mới chín được nhé. Tính từ lúc cái nước nó sôi sùng sục lên nhé. Đây là món thịt chân giò hấp sả, tuy rất là đơn giản nhưng mình đảm bảo ăn sẽ ngon ấy. Đây vung lại một chấm ạ. Bốn phút sau mình quay lại nhé. Khi mà nước nó sôi sùng sục lên rồi ấy, các bạn cho nhỏ vào bếp và hấp thêm từ 40 đến 50 phút này nó sẽ chín hoàn toàn. Vì miếng này nó to, không chỉ 30 phút. Sau khi hấp được 35 đến 40 phút rồi, mình sẽ kiểm tra. Bạn nhìn này, rất là hấp dẫn. Vì thịt chân giò nó phải mềm một chút thì ăn nó mới ngon. Chín rồi các bạn, không hề có lúc đỏ ra đó. Bây giờ tắt bếp để vung lại cho nó tự nguội nhé. Bây giờ mình sẽ vớt ra nhé, để mình để nguội một chút xíu mình thái. Nhìn nó rất là hấp dẫn, mà đặc biệt là cái mùi này nó rất là thơm ấy. Bạn nhìn này, rất là hấp dẫn và thơm ạ. Mình đảm bảo là các bạn hấp kiểu này ấy, ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều khi mà các bạn hấp thông thường ấy. Đợi cho nó nguội thêm một chút xíu nữa của mình đã. Tiến hành thái nhé. Nó rất là hơi nóng. Như đến bữa là mình vẫn phải nấu thái đấy. Các bạn nhìn thấy thì rất là hấp dẫn, và đặc biệt là nó vẫn giữ được cái độ ngọt và thơm ấy. Và cái bì của nó vẫn rất là giòn. Các bạn cứ bày như vậy nhé, cho nó hết là được. Cái này khoảng nửa cái chân giò này nó khá to nên khoảng 800 g, được một đĩa đầy nhé. Thịt rất là ngọt. Mình thái xong và cái phần sả này các bạn cứ bày lên trên nhé, cho nó thơm. Đây các bạn này, khi mà hấp xong thành phẩm nó rất là đẹp mắt như này rồi. Và bây giờ mình đi thưởng thức nhé và dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Vì vẫn còn nóng mà mình vẫn mà mình thái cho nên nó vẫn bốc hơi. Bây giờ mình sẽ vớt ra nhé, để mình để nguội một chút xíu mình thái. Nhìn nó rất là hấp dẫn, mà đặc biệt là cái mùi này nó rất là thơm ấy. Nhìn này, rất là hấp dẫn và thơm ạ. Mình đảm bảo là các bạn hấp kiểu này ấy, ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều khi mà các bạn hấp thông thường ấy. Đợi cho nó nguội thêm một chút xíu nữa của mình đã.
tiến hành thành nhé.